Và tiếp theo xin được mời thí sinh Nguyễn Thanh Hà, số báo danh 099, sẽ cùng đến với phần thi ứng xử. Xin mời Thanh Hà sẽ chọn cho mình một lá thăm ở đây ạ. Và thưa quý vị, vị giám khảo đặt câu hỏi cho Thanh Hà. Xin được mời giám khảo Nguyễn Trường Sơn. Tôi xin hỏi em câu, nếu đạt danh hiệu Hoa hậu môi trường Việt Nam, em sẽ làm gì để xứng đáng là đại sứ trong cuộc thi đối với các hoạt động về môi trường? Em xin cảm ơn câu hỏi của ban giám khảo. Em xin chào tất cả mọi người đang có mặt ở đây ạ. Là một người trẻ và lớn lên từ vùng đất Bến Tre với đất đai màu mỡ và khí hậu thì rất làm cho nông nghiệp, em đã thấm thía ý nghĩa của môi trường sống đối với bản thân mình và những người xung quanh. Và ngày hôm nay, em muốn kể một câu chuyện từ quê em đến tất cả mọi người. Câu chuyện bắt đầu từ năm 2016. Tuy lúc đó em còn rất nhỏ, nhưng em đã thấy ông bà của mình cùng những người hàng xóm đã vất vả ra sao khi không có nước ngọt và đồng thì bị ngập mặn. Em hiểu rằng mình phải quan tâm và cố gắng hết sức bảo vệ môi trường. Và đạt danh hiệu Miss Eco là một ước mơ cháy bỏng của em. Đó cũng sẽ là con đường mà em chọn để có thể cùng chung tay với các hoạt động bảo vệ môi trường. Và nếu em là một Miss Eco, quý khán giả sẽ chú ý hơn đến em và sẽ chú ý hơn đến những hoạt động bảo vệ môi trường mà em tham gia. Ngoài ra, với những bạn trẻ và lớn lên giữa dịch Covid-19 như em càng thấm thía, nếu môi trường mình bị ô nhiễm, bệnh tật sẽ phát sinh và sức khỏe người dân sẽ bị đe dọa. Em đặc biệt muốn phụ giúp các chương trình hoạt động cùng bạn bè cùng lứa để có thể đưa thông điệp bảo vệ môi trường vì sức khỏe quanh ta đi xa hơn. Em xin cảm ơn ạ. Xin được cảm ơn phần trả lời và những chia sẻ rất là cảm động thông qua một câu chuyện của Thanh Hà. Thưa quý vị, và ngay bây giờ, Tân Hoa hậu môi trường Việt Nam xin được chúc mừng thí sinh với số báo danh. Thưa quý vị, đây là một số báo danh rất đẹp ạ. Đây là một số báo danh có hai số trùng nhau ạ. Và đó là ai ạ? Có lẽ quý vị đoán được rồi đúng không ạ? Miss Aman, yes. Và ngay bây giờ hãy cùng anh Quân và Thanh Anh Huyền sướng lên số báo danh này được không ạ? Xin được chúc mừng Tân Hoa hậu môi trường Việt Nam với số báo danh 099 Nguyễn Thanh Hà. Xin được chúc mừng Nguyễn Thanh Hà, Tân Hoa hậu môi trường Việt Nam, và chúng tôi cũng xin được mời lên sân khấu bà Bùi Ngọc Thu, giám đốc công ty cổ phần Liên Astar, nhà tài trợ đồng hành sẽ có gói quà tặng dành cho Tân Hoa hậu, bao gồm tiền mặt là 300 triệu đồng, voucher 300 triệu đồng mua sản phẩm thuộc dự án bất động sản của công ty cổ phần Liên Astar, bao giờ nghỉ dưỡng 5 sao tại Phú Quốc 2 ngày 1 đêm và các quà tặng khác. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn và xin được chúc mừng cho những bạn thí sinh còn lại. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Hoa hậu môi trường Việt Nam, góp phần làm nên một hành trình thật rực rỡ, thật đáng nhớ với những trải nghiệm không thể nào quên cùng Hoa hậu môi trường Việt Nam. Và xin được đặc biệt gửi lời chúc mừng đến Tân Hoa hậu môi trường Việt Nam Nguyễn Thanh Hà, một cô gái rất xứng đáng với ngôi vị này, và hy vọng rằng em sẽ cùng đồng hành với ban tổ chức để góp phần lan tỏa những thông điệp đầy ý nghĩa về bảo vệ môi trường đến với cộng đồng và xã hội. Và Thanh Hà cũng là người đại diện của Việt Nam tham dự với đấu trường nhan sắc quốc tế Miss Eco International sẽ được diễn ra vào tháng 2 năm 2023 tới đây. Và xin quý vị hãy cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng các Tân Hoa hậu môi trường Việt Nam.